Quán công nhận đông ha. Ê nói nghe nè, mắt nào ông thấy đông nói tôi nghe coi. Cái quán nhìn từ đầu trên xuống dưới có hai thằng một ly cà phê đá, đông đầu đông. Không phải, tại tôi nhớ lộn á. Tôi nhớ là ban ngày nó không đông, nhưng mà ban đêm tôi nghe nói là ông dọn bàn ra tới tuốt ở ngoài kia, thậm chí trong nhà còn xếp một những cái ghế mà ngồi ngay quầy bar nữa, đúng không? Quán đông. Nghe mình mở cái quán mình bán cả nguyên một ngày mà chỉ đông vào ban đêm rồi làm gì ăn? Không có, miễn có một buổi đông là ok rồi. Thôi đi cha. Nay qua chơi. Ha. Thăm hỏi sức khỏe. Ha. Thấy khỏe hả? Được. Treo đồng hồ. Tôi không có. Ha. Em nhẫn. Ha. Tôi không có. Đang cần tiền. Tôi không có. Đang đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Nói nghe. Ui. Đang khó thì anh em thân thiết yêu thương nhau. Cho anh đừng mơ. Để tôi đi cùng mẹ tôi. Ê, giờ bạn bè tôi hỏi thiệt nè. Trời ơi mẹ ơi mẹ. Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao ông qua đây ông mượn tiền? Trời ơi, ông dòm đi. Tôi có phải đại gia không? Tiền bạc đâu ra cho mượn? Mẹ tôi bệnh nhập viện. Mẹ bệnh nhập viện hả? Đúng rồi, bây giờ cần một số tiền rất bự để tôi có thể lo lắng được cho mẹ tôi. Thôi, nói điên cái thiệt ra. Má của ông ấy cũng là má của tôi, đó, đúng không? Tôi biết mình ông quen bà. Thân mà bạn bè mà. Rồi bây giờ cần bao nhiêu tiền nói nè? Khoảng 400 triệu. Bây giờ được, bây giờ 400 triệu. Bây giờ cái gấp quá thì bây giờ mình cứu người là quan trọng. Đúng rồi. 400 triệu cũng được thì bây giờ tôi cho bây mượn giờ cũng được. Nhưng mà làm giấy tờ đúng không? Như sẵn hôm nay cũng cái đem để một cái gọi là tin tưởng lẫn nhau cũng. Ủa, cái gì vậy? Cái gì sau lưng? Đừng có nói lấy ra miếng thuốc dán nha. Cái gì? Tự nhiên thuốc dán. Cái gì vậy? Đây, đó. Em sẵn sổ đỏ rồi. Nói chung đưa để làm tin. Hiểu không? Ví dụ tôi có tiền xong tôi đem qua tôi trả lại rồi tôi lấy sổ đỏ về liền. Nếu mà quá thời hạn tôi không trả, qua cưỡng chế nhà tôi. 400 triệu. Đúng rồi. Thế chấp sổ đỏ. Đúng. Chơi. Chơi. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa xem qua một cái câu chuyện, mà câu chuyện này là trong thực tế vẫn thường khi xảy ra. Khi là chúng ta có cái lòng tin tưởng của vào một người nào đó thì hậu quả có thể khiến cho chúng ta mất mát tài sản. Hiện nay đó thì pháp luật không có cấm cái việc mà cá nhân nhận thế chấp tài sản. Và hiện nay đó, nếu để bảo vệ cái quyền lợi của mình thì cái bên nhận thế chấp tài sản và bên thế chấp tài sản phải ra phòng công chứng để làm cái hợp đồng thì là cái được bảo vệ. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất là làm hợp đồng rồi thì phải có ghi rõ là đã giao tiền hay chưa. Còn nếu mà có hợp đồng mà chưa có ghi đã giao tiền để nhận tiền thì bên kia nói mới có hứa cho mượn chứ chưa có cho mượn. Cái này là cái rất quan trọng. Hiện nay theo bộ luật dân sự hiện hành của chúng ta là bộ luật dân sự năm 2015 thì không có phân biệt là động sản hay bất động sản để trong cái việc thế chấp hay cầm cố. Khác nhau giữa cầm cố và thế chấp là cầm cố thì giao tài sản cho cái người nhận cầm cố, còn thế chấp thì không có giao tài sản cho người thế chấp mà chỉ có thể là giao cái giấy tờ thôi. Như thế hiện nay chúng ta thấy cái người đi vay nợ ngân hàng đó, thế chấp cho ngân hàng thì chỉ giao cái giấy đỏ cho ngân hàng và có làm những thủ tục thế chấp theo đúng quy định của pháp luật rồi thì tài sản mình vẫn còn. Cũng xin nói luôn, cầm cố thì hiện nay luật đất đai của chúng ta không có cho cầm cố đất đai, cho nên là xin hết sức quan tâm cái điều đó như vậy. Và rất mong là chúng ta sẽ quan tâm để không có bị thất thoát tài sản như là những trường hợp mà quá tin rồi xảy ra những cái chuyện thất thoát tài sản. Lúc nào cũng phải cẩn trọng và cẩn trọng. Và xin trân trọng kính chào.